chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Thì hôm nay mình làm với video này nhằm mục đích là ghi lại hình ảnh cận cảnh những dòng cá đẹp mà hiện tại mình đang sở hữu tại góc nuôi cá nhỏ của mình nha các bạn. Mời các bạn đi theo mình để theo dõi ha. Bữa nay là mình không nói gì về kỹ thuật nuôi cá bảy màu, không nói gì về cho cá bảy màu ăn, không nói gì về bất kỳ cái gì mà dính líu tới phần kỹ thuật, cách, phương thức, không dính líu gì hết. Bữa nay mình chỉ mời các bạn ngắm cá đẹp thôi. Rồi, mời các bạn đi theo mình để theo dõi nha. Đây, mình sẽ show qua cái hồ nhỏ này cho các bạn xem. Thì trước tiên, mình có show cho bạn xem dòng coi coi đen sọt nha, mình chế vô nè. Đó, cá thì mình bắt sẵn rồi. Coi đen sọt của mình. Đó. Bài này để đẻ cho mình được một bầy cá con, được 8 con cá con rồi nha các bạn. Bạn thấy những con cá này dễ thương không? Rất là thấy cưng đúng không? Để mình múc nước ra bớt. Nước hơi bị nhiều á. Đó. Đây là dòng coi đen sọt của mình. Sao không lấy nét được ta? Nó hơi bị choáng đó các bạn, tại vì mình bắt ra bắt vô á. Đối với những cái dòng này mình cũng thường ít ấy lắm, tại vì cái dòng coi này cũng tương đối là khó nuôi một chút xíu, nó hơi khó chịu chút xíu. Đó. Rồi, tới đây thôi để mình chuyển dòng khác cho bạn xem nha. Rồi, ra mắt với bạn, đây là dòng Dumbo Red Tail của mình. Bầy cá tơ. Đó, bầy cá tơ của mình. Bắt vài bạn tiêu biểu ra cho các bạn xem thôi. Ý, có con bị rách đuôi uổng quá kìa. Wow, uổng quá uổng. Bị rách đuôi rồi. Đuôi thì cũng rất là to, vây lưng cũng rất là to nha. Có một bé bị rách đuôi rồi các bạn. Để mình xem coi trị nó ha. Dumbo Red Tail. Cực kỳ thích hợp để làm giống cái bầy này. Mình cho nó ăn một chút xíu cá, ổn định tinh thần của mấy đứa nhỏ lại, cũng hơi ấy chút xíu, hơi hoảng loạn chút xíu do mình vớt á, mình hơi nà, hơi hoảng loạn chút xíu. Cái nền của mình nó hơi dở nha các bạn. Quá đã, quá đẹp, form cá quá đẹp, tay bơi quá bự luôn. Hôm nay mình chỉ show chắc mấy bài này mình chỉ show cho các bạn xem cá trống. À, tại vì cá trống với cá mái mình bắt riêng, lười bắt chung rồi lười thả tụi nó chung quá. Đó, rồi, để mình chuyển dòng khác cho bạn xem. Và đây là những chú cá Tiger Half Moon của mình, những chú cá cối sai giống của mình. Đó, chỉ bắt một bé máy tiêu biểu cho các bạn xem thôi. À, đây là một trong một phần của bài cá giống của mình, gồm toàn bộ là 3 trống và 4 máy. 4 con cá máy thì mình chỉ bắt một con máy tiêu biểu thôi nha các bạn. Mấy con kia bụng bự rồi, động nó mất công.
cho các bạn nhìn kỹ hơn về đẹp của tụi nó. Qua dần thân, đuôi hơi rách chút xíu, bạn thấy không, đuôi hơi rách. Đuôi có mang gen swallow nhưng mà mang gen nhẹ thôi, tưa vậy đó các bạn, không được ấy cho lắm. Đấy, rất là đã. Ban đầu mình rất là thích cái dòng mà có hoa văn thân và cái đuôi to như vậy. À, xong mà mình mới biết cái Dumbo Reptile à, với cái bộ vây rất là đẹp. Rồi, để mình chuyển qua cho các bạn xem một dòng cá mới nữa, dòng cá khác nữa nha. Rồi, đây là cái bài Tiger King Cup Fra của mình, tiêu biểu với 3 chú cá trống và 1 chú cá máy xài cối. Bên kia ca nhạc dữ quá. Giờ có một chú cá lên màu rất là đặc biệt, đỏ rất là nhiều các bạn thấy. Mình cũng chả biết nó là như thế nào luôn ấy. Đấy. Bên kia cao quá. Rồi, để mình lên một dòng khác cho các bạn luôn nha. Review cái dòng mới cho các bạn luôn. Đó, Tiger King Cobra của mình. Mình cũng rất là đam mê dòng này với cái hoa văn thân và cái đuôi rất là đẹp. Đuôi vàng rất là đẹp. Đây, giới thiệu cho các bạn. Đây là dòng rồng xanh Indo của mình. Cái bài này là bài cá tơ size 2 tháng. Thì các bạn thấy đó, thì bài này ra thì mình chỉ tuyển những cái con này mình cho bạn xem thôi. Còn những cái con mà bị nhiễm thì có vài con bị nhiễm mình không có vớt ra cho bạn xem. Nhưng tuy nó bị nhiễm đuôi đỏ nhưng mà đuôi mà hoa văn thân rất là đẹp. Còn những con này là những con cá mà nó không bị nhiễm nè các bạn. Đây là rồng xanh Indo của mình. Bài cá tơ size 2 tháng. Camera nó lấy nét quá chậm các bạn. Camera lấy nét quá chậm. Mình cũng không biết làm cách nào đây. Ở phía sau các bạn là phía sau cái nền đó là các bạn thấy những con cá mái Dumbo nha. Sandalo này cá máy mình cũng đã tách ra rồi. Rồi, để mình chuyển sang một dòng khác nữa cho các bạn xem nha. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là bài rồng đỏ rip bông của mình. Trong đây thì mình gồm có trống rip bông và trống gen. Đó, cái bài này thì size 2 tháng 10 ngày 2 tháng rưỡi gì đó. Cũng không, cái bài này size cũng 2 tháng luôn. Size một lượt cái bài rồng xanh Indo nha các bạn. Đó, các bạn nhìn form con cá là bạn biết rất là đẹp. Những bài như bài rồng xanh Indo nè, bài Dumbo Reptile nè, bài rồng đỏ rất bông này của mình ra cá con rất là đạt, cho mình bắt cá giống rất là chuẩn. Đuôi tia cần đuôi tia, có đuôi tia cần rip bông, có rip bông cần hoa văn thân, có hoa văn thân luôn. Bạn thấy có tai bơi bông luôn nữa, bạn thấy không, mê ly với những cái con cá này luôn. Đấy. Rồi, để mình chuyển sang một cái dòng khác cho các bạn xem nữa nha. Mình còn vài dòng nữa, mình chưa có giới thiệu hết cho các bạn ha. Để mình chuyển sang cái thời lượng mình video mình cũng khá là ngắn. Ra mình tranh thủ, mình sẽ chuyển hết cho các bạn xem những cái dòng mà mình đang có. Rồi, thì cái dòng này khỏi cần nhìn thì chắc các bạn cũng biết là dòng gì rồi nha. Full gold nha. Mình
có hai có một vài cái giống luôn, nhìn rất là, các bạn thấy rất là đẹp, màu vàng rất là tươi, màu vàng rất là sáng, vàng bạc rất là sáng. Thì có một chú cá trống nó bị rách đuôi, hơi ổn rồi à, nhưng mà không sao, cái cá này mình làm giống mà thành ra mình cũng không có chú trọng gì cái rách hay không rách đó. Các bạn thấy trống cũng nhiều mái mà mái cũng nhiều trống, lên màu rất là tốt. Đấy. Bài này cũng có cá con 2 tháng tuổi nó nha các bạn. Bài này cũng có cá con 2 tháng tuổi nó, nhưng mà nó bơi nhanh quá mình vớt không được. Thành ra mình vớt cá trống, cá giống vào cho bạn xem luôn. Rồi, để mình lướt qua cái dòng khác luôn nha các bạn. Đây, đây là dòng coi gen red ear của mình. Gen thôi chứ không được red ear. Đó. Thì do cái thằng bạn mình nó chỉ chia, có thể chia cho mình cái dòng này thôi. Nó không có chia cho mình red ear được. Nó để nó làm giống gì đó. Rồi thôi mình bắt dòng này về nuôi chơi cũng được. Thấy cũng rất là đẹp, rất là dễ thương, cái màu đỏ rất là tươi. Ha. Coi gen. Nó cũng đẻ cho mình một bạn con được cả chục cá con rồi đó, đẻ lứa đầu tiên rồi. Thì mình cũng đang gầy chứ không có, chưa có làm mạnh cái này như rồng xanh hoặc rồng rõ, thành ra chưa có cá con cho các bạn xem đâu nha. Đó rồi, những cái này là chỉ là những cái mà mình muốn review cho các bạn, hiện tại mình đang có những cái gì thôi. Tiếp tục nha, mình sẽ chuyển phát nhanh qua cái bài này rồi mình sẽ sang cái bài khác các bạn xem. Đây là cái cặp cá mà mình đắc ý nhất trong cái đàn cá của mình, và mình cũng là cưng cái cặp này nhất trong cái đàn cá của mình. Coi đỏ đứa bông phin si cho bơ bướm. Thì mình chỉ có một cặp này thôi, tới bây giờ là nó chưa có đẻ. Lúc nãy thì mình đã đi tìm cho nó một cái con cá chấm gen, nhưng mà rất tiếc là cái trại từ khi mình bắt xong cái cặp này, cái trại về cái dòng này của cái trại hư luôn rồi. Không còn nữa, là bây giờ mình phải tìm cái chỗ khác thôi. Đó. Con trống rớt bông rất là to, rất là dày. Con mái phin này khá là dày, lên màu phin nha. Rất là cưng. Bài này có thể nói là, cặp này có thể nói là cặp cá cưng nhất của mình. Cưng nhất là cái cặp tay bơi, quá trời đã. Nha. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ lướt nhanh qua cái cặp này và mình sẽ đi sang một cái bài khác của mình. Đây, chắc mình khỏi nói là cái gì, các bạn cũng biết đây là dòng gì. Full red của mình nha. Chưa có đẻ con nào. Nha, bài này là cá tơ chưa có đẻ được. Đấy. Thì rất là sung, rất là các bạn xem, đã không? Full red nha. Mình đang sở hữu được 5 cặp thôi. Bây giờ thì người ta làm full red ribbon, full red velo, full red tụi các kiểu. Nhưng mà mình chỉ thích cái dòng cổ điển ha. Mình đa số là mình thích cái dòng cổ điển. Và mình cũng chưa có điều kiện để mà mình chơi những cái dòng kia thôi. Nếu mà có điều kiện thì mình cũng sẽ nâng cấp lên nha các bạn. Rồi, mình lướt nhanh qua cái này luôn ha. Bên kia nhạc nó cũng làm phiền quá à, mình còn phải giảm âm thanh rồi xuống nữa. Thôi, mình kết thúc video một cách nhanh gọn lẹ thôi. Mình còn giới thiệu cho bạn một dòng nữa mình mới vừa sưu tầm được luôn. À, rồi mời bạn đi theo mình nữa nha. Dòng cuối cùng của mình. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là cái dòng cuối cùng của mình mới vừa đi sưu tầm về. Rồng đỏ super sạch. Đáng lẽ có ribbon nữa nhưng mà anh chủ có một con chấm, có một con cho con máy ribbon duy nhất thôi. Chủ không chịu nhường lại cho mình. À, thì mình bắt cặp thôi. À, bắt hai cặp nha các bạn. Rất là thấy cưng. Qua dần rất là tốt. Bạn thấy không? Đây là rồng đỏ super sọc. Rồi, cái cặp này cũng đã kết thúc lại một cái video ngày hôm nay của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video theo mình.
Mình còn full full blast nữa, nhưng mà full blast nó xấu quá, mình không có khoe được. Mình kêu bà chị lại bắt cho đứa nhỏ nó chơi rồi. Mình đang chuẩn bị đổi dòng full blast khác. Thôi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo mình nha.